Ngày 4 tháng 3, 2023, âm lịch ngày 13 tháng 2, tức ngày Tân Dậu, tháng Ất Mão, tức can chi tương đồng, đồng cực, âm kim gặp âm kim, nên gọi là ngày ngũ ly nhật. Ngũ hành nên mệnh là thạch lựu mộc. Tuổi Ất Mão và Tân Dậu thì chú ý ngày này. Và theo ngài Khổng Minh thì đây là cái ngày thiên tặc, là ngày xuất hành rất là xấu, cầu tài không được, hay bị mất cấp, và mọi việc đều xấu. Và cũng theo ngài thì trong sách Khổng Minh Lục Diệu, đây là ngày lưu niên. Ngày lưu niên thì có sách gọi là Hữu Dẫn, là cái ngày hung thần rất là xấu. Ngày lưu niên là ngày chỉ tốt một nửa, ban ngày hầu như là đặc biệt xấu. Vốn dĩ đây là một cái ngày bất phần thắng phụ. Trong ngày lưu niên mọi việc dễ thất bại, mất của, tai nạn, thiệt thân, không có lợi cho mọi việc. Do đó không nên tiến hành các công việc lớn và quan trọng như là cưới hỏi, ký kết hợp đồng khai trương, đồng thổ, khởi công và nhập trạch, nhậm chức. Đây được xem là cái ngày xấu khi có nhiều hung tinh như là Tiểu Hồng Sa, Nguyệt Phá, Hoàng Vu, Thiên Tặc, Nguyệt Yếm, Đại Họa, Trùng Phục, Trùng Tang, Ly Sảng, Âm Thác. Việc cưới hỏi, chôn cất, xuất hành, khởi công, đồng thổ, chôn cất, xuất hành, khởi công thì cũng nên cân nhắc.